chuyên mục múc mang bánh khoai sọ. Vị này là vị karaoke này, vị này là vị hạnh phúc này. Công nhận quán này đặt tên bánh hay phết. Đầu tiên là vị hạnh phúc, bên trong có nhân bơ và bên ngoài có rắc hạt bí. Tiếp theo là đến vị mình không nhớ lắm, hình như là vị dâu tây thì sao ấy. Tổng kết lại thì ăn cũng tạm được, ăn nhiều thì có vẻ là hơi ngấy.